Hello, xin chào các bạn nhỏ thân yêu của chị Chim Xinh. Hôm nay chúng ta sẽ lại tô tranh cát nhé. Bức tranh cát ngày hôm nay mà chị chọn được đó chính là một bức tranh cát về một nàng công chúa. Nàng công chúa này có mái tóc xoăn và đang cầm một rổ trái cây rất là xinh ha. Mặc cái đầm nè. Ok, và chị Chim Xinh sẽ tô bức tranh cát này với rất là nhiều màu cát ở đây. Chúng ta sẽ coi thử cát một xíu nhé. Wow, cát rất mịn phải không nè. Cát này giá 3.000 đồng một hũ, bạn nhỏ nào muốn mua có thể gọi điện thoại tới số 0979 086789 nha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tô màu tranh cát.
Các bạn nhỏ thân yêu ơi, vậy là chị Chim Xinh đã vừa tô xong bức tranh kết hình cô nàng công chúa đang cầm giỏ trái cây rồi nè. Công chúa của chúng ta có xinh không các em? Nếu mà các em thấy chị Chim Xinh tô đẹp, like video ủng hộ cho chị với nha. Và đừng quên đăng ký kênh Chim Xinh Channel. Mỗi ngày 8 giờ sáng và 6 giờ tối, chị đều có đăng video để cho các bạn nhỏ coi đó. Có yêu cầu chị Chim Xinh tô bức tranh cát như thế nào thì cũng bình luận ở bên dưới video này cho chị biết với nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn nhỏ của chị đã theo dõi hết video này. Còn bây giờ thì chị xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu. Hẹn gặp lại các em trong video sau nhé.